Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em. Em là Song Thảo. Hôm nay thì em vừa mua được một chiếc VinFast Lac SA phiên bản 2.0 uh, turbo bản full option của chiếc VinFast Lac A này. Chiếc này của em là bản full option mọi người nhé, có camera 360 độ, cảnh báo vượt uh, và bộ la răng uh, của bản full. Chiếc này thì uh, những cái mạ vàng này uh, Quanh xe này thì uh, em sẽ cho bóc đi Cái này nó là đề can đấy nhá mọi người nhá Đề can dán thôi là một miếng giấy dán vào thôi Không vấn đề gì cả Em sẽ cho bóc đi sau clip này em sẽ cho bóc Vì là chiếc xe này em vừa mua xong Nên là em chưa kịp làm Em quay mộc mạc mà nguyên bản luôn Để cho quý anh chị cùng xem Chiếc này thì sản xuất năm 2019 Mà mới chạy được có uh, 10.000 km thôi Đó Rất là mới, màu nâu ạ chiếc này là màu nâu nhá quý anh chị nhá xe thì có gọi là 10.000 km một vạn km rất là mới luôn à, nếu mà trong cái tầm tiền thì thật sự là lắc a này sau khi mà à, được bán trên thị trường thì làm tất cả mọi người mọi con tim đều phải sao xuyến phải nhắc đến nó đi ra đường gặp nó thì cũng phải trầm à, trồ đó đặc biệt là cái logo phía sau này buổi tối đèn lên thì rất là đẹp luôn thật sự là rất đẹp à, đây mọi người có thể nhìn thấy uh, cốp cũng khá là rộng rãi, thoải mái để đồ rộng rãi. Uh, chủ xe đã mua cái thảm trải sàn 5D rồi, rất là mới, cốp điện. Đó. Xe này thì không có lốp dự phòng mà chúng ta sẽ có uh, bơm bơm hơi đây, đó, bơm dự phòng để chúng ta có thể bơm hơi được khi mà chúng ta cần thiết. Đó. Cốp điện. Lốp Lốp theo xe nguyên bản Đây hàng ghế sau à, Nội thất màu nâu ạ Đấy, Những cái đề can này em sẽ bóc sau nhé Đó nội thất màu nâu Mà nâu da bò à, Loại da Napan đó Đặc biệt Ghế da rất là xịn Và mà màu nó cũng sáng Nói chung là xịn sò Ổn Trong cái tầm giá Đó nội thất đấy ạ Nếu như mà anh chị bỏ ra trên dưới 1 tỷ Thì uh, có rất là nhiều sự lựa chọn nhưng chiếc này cũng đáng để nghiên cứu đấy ạ. Đây ạ, quý anh chị có thể nhìn rất rõ. À, km. 10.000 km ạ. Đó, 10.000 km, một vạn. Cần số điện. Đây, à, giấy tờ đây, em sẽ lấy luôn cho mọi người cùng xem luôn giấy tờ vừa mua xong ạ. Sổ bảo hành này, chìa khóa đầy đủ, hai à, chìa, một chìa. Ở đây và một chia đang nổ máy á Đang để ngoài Đăng ký đăng kiểm rõ ràng đầy đủ Không thiếu cái gì cả Nguyên bản Đó Còn khá là mới à, Nếu như anh chị muốn mua chiếc xe này Để trả góp thì bên em có thể hỗ trợ anh chị vay 70% Tất nhiên là vẫn bảo tiết hãng, trên hãng toàn quốc Cho tất cả quý vị và anh chị rồi Đó, màn hình uh, Cơ lớn này Uh, cảm giác lái khá là ổn Nội thất thì còn mới Đó Màn hình cơ lớn phong tiếng Việt Dễ dàng sử dụng Có camera 360 độ Đây là bản full mới có Bản full cao cấp mới có camera 360 độ như này Ngoài ra thì uh, chiếc xe này thì Có thêm cả cảnh báo lệch làn ở đây Đó chỉ có những bản full mới có những cái option này thôi Chủ xe này thì cũng khá là chịu chơi Và đầu tư thêm một cái giải đèn led Trong xe giống như Mercedes-Benz Khá là đẹp ạ đó 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 Nhìn nó sang trọng hơn rất là nhiều Đây nội thất của chiếc xe đấy ạ Hiện tại thì chiếc xe VinFast này của bên em đang bán với giá là 985 triệu 985 triệu quý vị và anh chị nhé Nếu như anh chị thiện chí với chiếc xe này thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em Hoặc là qua trực tiếp cửa hàng em ở số 89 đường Trần Thái Tông Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Địa chỉ là KAZ Auto chúng ta có thể thương lượng và trao đổi cũng như là chạy thử về xe luôn Mọi người đừng quên lớn like và đăng ký kênh youtube này của em để xem được nhiều video của bên em hơn Ngoài chiếc xe này ra thì bên em còn rất là nhiều xe khác và nhận thu mua đổi các lại tất cả các dòng xe đã qua sử dụng nhé các bác muốn đổi các hay là muốn trả góp hay như nào đó thì có thể liên hệ trực tiếp với em. Chúng ta trao đổi sẽ tiện hơn còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo xin trân trọng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua song thảo xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo